chuyển sang các thông tin kinh tế. Theo kết quả khảo sát do hãng Tin Kyodo công bố mới đây, 57% doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam cho biết sẽ mở rộng hoạt động tại nước sở tại. Ừ, mức trung bình 39% khi khảo sát tại miền một quốc gia và vùng lãnh thổ khác trong khi đó chỉ 13% doanh nghiệp Nhật Bản Hồng Kông Trung Quốc có ý định mở rộng kinh doanh mức thấp nhất trong số các nước và vùng lãnh thổ được khảo sát trong số 818 công ty được tham dò ý kiến 67% cho biết họ có kế hoạch duy trì các cơ sở và hoạt động như hiện nay tại 11 nước và vùng lãnh thổ khoảng 20% công ty dự định nâng cấp các cơ sở thành trụ sở trong khu vực một phần do khó khăn trong việc thực hiện các chuyến công tác đến và đi từ các trụ sở chính ở Nhật Bản trong bối cảnh đại dịch viêm được hấp cấp Covid-19 bùng phát